lễ hội Giáng sinh 2016 và chuẩn bị bước sang xuân 2017. Lời đầu tiên thay mặt công ty xin chúc mọi người một mùa Giáng sinh an lành và hạnh phúc. Hôm nay công ty chúng ta có tổ chức một buổi tiệc party nhỏ để mọi người gặp gỡ, giao lưu, trò chuyện và vui chơi, đồng thời cũng hàn gắn lại tình cảm với nhau, đặc biệt là thưởng thức những món ăn rất là hấp dẫn do đầu của công ty mình chuẩn bị. Để bắt đầu buổi tiệc hôm nay, xin mời sếp lên, xin mời anh Diệu lên có lời phát biểu. Lời đầu tiên xin cảm ơn tất cả các đồng sự đã có mặt buổi tiệc hôm nay. Xin cho một tràng pháo tay cho mọi người. Hòa và không khí Noel thì công ty cũng muốn tổ chức một cái Giáng sinh ấm áp nhỏ nhỏ để mọi người có một cái môi trường, một cái gia đình nhỏ mà mình sinh hoạt chung với nhau. Và công ty sẽ cố gắng sẽ càng ngày càng tổ chức nhiều cái bữa tiệc tập trung như thế này. Và nếu cái điều kiện kinh phí cho phép thì sau này công ty có thể sẽ không thu một khoản nho nhỏ của nhân viên nữa, công ty sẽ tài trợ. Trước mắt thì công ty cũng còn khó khăn, mong được các đồng sự thông cảm và vẫn tham gia đầy đủ để cho công ty càng ngày càng lớn mạnh. Chúc mọi người có một đêm Giáng sinh thật là vui vẻ, tuyệt vời. Xin trả quyền lại cho chị Diễn, anh chị. Cảm ơn anh Diễn.